Cú bắt đầu ấy, cú vẫy sữa là bị loạn lên đấy. Cú ơi, cái gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Xin đi đã, xin đi đã. Lên này. Lên đây. Gì? Chưa có mùi nhé. Con ngồi đây. Cho bạn Mi mặc quần áo này. Chị em Mi mặc quần áo này. Đi ra đây ngồi. Đây ngồi. Đây này. Đây này. Ra đây này. Ra đây này. Ra đây này. Đi ra đây. Không nghịch nha. Không có nghịch nha. Trêu nhau đấy, trêu nhau đấy. Để mẹ mặc quần áo nào. Con đứng ra đây đi. Cô bé non thon này. Mi càng ăn càng béo, cu càng còn mi cu càng ăn càng béo, mi càng ăn càng gầy. Cu ơi, cái thằng cu này ngồi đây. Ô, ngồi đây này. Nè. Chuyện ghê. Hai đứa đứng đây. Ai chà chà. Ai chà chà. Đồ đẹp thế nhỉ. À. Hả thằng đây. Ghét cái mặt. Lấy sữa uống nha. Nha, sữa uống nha. Nha. À, đi lấy sữa uống mà. Ngồi im đây. Ngồi im đây, mẹ đi lấy sữa nha. Mẹ đi lấy sữa nha. Rồi, ngồi im đó.
cú bắt đầu cú lấy sữa là bị loạn lên đấy. Cú ơi! Cái gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây? Xin đi đã, xin đi đã. Lên này. Lên đây. Gì? Làm sao? Làm cái trò gì đấy? Làm cái trò gì đấy? Nào. Đứng đây, đứng đây. À, đứng đây nào. Đứng lên, đứng lên, con đứng lên. Rồi. Đi. Lên đây, hai đứa đứng lên nào. Xin, xin mẹ. Xin mẹ. Mi nào, Mi khoanh tay cho mẹ xem nào. Nào. Con đặt tay này, đứng lên. À, xin mẹ. Đấy, Mi ngoan kìa. Lấy cái này. Hôm nay mẹ mua sữa dâu ấy. Từ từ cắt. Hai đứa từ từ nào. Tu hết rồi à học theo đây này các con này. Ui, cũng mi mà nào. Vẫn phải chanh cho bằng được à. Thôi nào, thôi nào. Cô. Thế rồi. Hết rồi.